Xin kính chào các quý vị. Vâng, nước Mỹ thì luôn sản sinh ra những dòng sản phẩm của audio thì rất là thượng hạng và tuyệt vời. Trong đó có những dòng sản phẩm như dòng Magico A3 cũng như là dòng Magico nói chung thì đã là một trong những ngôi sao sáng của trong giới audio. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, chúng tôi sẽ xin giới thiệu một dòng loa Buxell đến từ mãng Magico, đó là Magico A1. Dòng Magico thì được sản sinh ra với sự đam mê âm thanh của kỹ sư Alan, một triệu phú đến từ Israel và học nghề cầu đường, nhưng kết hợp cùng với một người bạn tên là Jay, một kỹ sư âm thanh đã thiết kế ra dòng sản phẩm này. Và dòng Magico thì luôn có một cái giá thành rất là đắt. Với những dòng nhập môn nó có giá trên 10.000, và dưới những dòng thượng hạng thì nó có giá lên tới nhiều trăm ngàn đô. Và hôm nay trước mặt các bạn đây, chúng tôi sẽ xin giới thiệu dòng Magico A1. Với một triết lý từ muốn đưa dòng sản phẩm âm thanh chất lượng tốt nhất, hoàn hảo nhất, tự nhiên nhất đến cho người nghe, thì Magico cũng như là sự suy nghĩ của kỹ sư Alan là muốn đưa một giáp hát về đúng nghĩa của nó trong gia đình nhà bạn. Với tư tưởng ông bảo, nếu như một dòng các bạn bỏ tiền ra thuê một ban nhạc hoặc một nhạc công hay một nhạc sĩ đúng sự đam mê về thì nó sẽ rất là rườm rà và chi phí rất là đắt. Nhưng đối với Alan thì cái chuyện đó thì đã truyền tải thành một hệ thống âm thanh để đưa về cho các bạn và các bạn có một sự thưởng lãm. Trước mặt các bạn đây, đây chính là dòng Magico A1. Dòng Magico A1 này thì thừa hưởng từ những dòng Magico A3 rất là cao cấp của hãng và đã có thành công vang dội ở trong hệ thống loa Fort Stelling. Và đây là một Buxell còn nguyên hộp ở trong này, đây tôi rạch cho các bạn xem luôn. Với những năm gần đây thì thị trường châu Á chúng ta thì cũng có cái sự đột biến về cái sự cảm nhận về màu sắc âm thanh tốt hơn rất nhiều trên thị trường âm thanh thế giới, và cũng được xếp vào trong những thị trường âm thanh khó tính của thế giới, lên Magico A3 là đã mạnh dạn đưa những dòng sản phẩm này vào. Đó, các bạn thấy cái sự hoàn thiện rất là chỉn chu của dòng loa này, với hai thùng lớp bọc chống sốc cũng như là cái hệ thống bảo vệ thùng. Đó. Với một tiêu chí luôn dành cho người tiêu dùng có được những dòng sản phẩm tốt nhất, tự nhiên nhất, thì các kỹ sư cũng như là Alan đã đưa dòng sản phẩm này đến cho người tiêu dùng, nhưng mà có một cái giá trị thì tương đối là cao. Và với đây thì là băng dính, này là băng dính nó có thêm một cái lớp gai ở trong để bảo vệ, thì đâm là cũng rạch ra cũng hơi khó khăn một chút. Đó, thế là cuối cùng là cặp loa này đã lộ diện ra dần dần. Đầu tiên thì chúng ta thấy có đây là cái tem cảnh báo. Và cặp loa này thì nó cũng là đúng thật, cái gì là cũng tạo ra cái sự khác biệt. Với các cặp loa khác mà khi làm Buxell thì tôi thấy nó luôn để đứng. Nhưng mà cặp loa này thì tôi lại thấy nó để nằm. Đây là loa chép này, và đây là cảnh báo này. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa cặp loa này ra ngoài. Còn bây giờ thì chúng ta đi tìm xem những chân lý của kỹ sư Alan nói là như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy đây là một dòng loa Buxell, nhưng mà nó được cái sự chăm chút của hãng rất là cầu toàn. Với phần thùng loa thì được làm bằng nhôm T610 của máy bay. Đây là trong những cái công nghệ.
Vì trước đây thì với kỹ sư Al Anh đã từng chia sẻ, với những dòng loa vỏ thùng gỗ thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều tới khí hậu cũng như là đường dẫn âm thanh. Thì với các kỹ sư của hãng Magico đã đưa dòng nhôm máy bay này tạo được cái sự vững chắc trong cái sóng âm cũng như là độ bền vững. Vì chỉ có các hệ thống kim loại thì sẽ tạo được một cái sự khác biệt. Đấy là những cái ý kiến của các kỹ sư nói. Còn về bản chất thì chúng ta vẫn phải nghe và có sự cảm nhận khác. Còn bây giờ chúng ta đang giới thiệu thế này để xem cái sự hình thành và cái các cái cấu trúc để tạo lên một cặp loa này như thế nào. Với vỏ thùng ngoài mà được làm như thế này thì đây là một thùng loa làm theo ở dạng thùng kín. Và thùng loa A1 này thì được trang bị, đây là một chiếc chép beryllium và củ nam châm thì hoàn toàn bằng củ neodymium, nhưng mà đã được bịt kín thế này để giữ lại cho nó cẩn thận và để khi vận chuyển nó chống sốc. Còn với loa woofer, tức là đây là mid trung và bass, thì tôi thấy đã có sự khác so với dòng trước đây. Tức là midfer này là bây giờ đã làm thêm một cái rốn loa ở đây. Đó. Và với công nghệ cũ thì đây là một cái công nghệ nanographer. Tức là đây là công nghệ rất là làm cái mặt của woofer này là rất là nhẹ. Và một điều rất hay là khi nhìn các bạn nhìn đây thì thấy các cái xương gang này. Thì hãng hoàn toàn đúc bằng xương gang, tức là cái củ nam châm bằng neodymium nó to gần như bằng hết cả cái lõi trong này của cái nam châm này. Thế nên tại sao cái cặp loa này tuy trông nó nhỏ nhắn thế này thôi nhưng nó nặng đến xích xoát 20 kg. Và với một dòng loa nhỏ này thì nó cũng được trang bị các hệ thống như là cọc loa, đây là tàn cọc loa của Lexen của hãng WT, đây là những cọc loa hàng đầu thế giới về chất lượng rồi. Và khi người ta phải đóng thêm cả các cái chuyện này, vì với những cái thương hiệu của hãng này thì đi theo mấy cả lịch sử của hãng thì nó sẽ là một đại diện cho một trong thế giới âm nhạc, nó là của người Mỹ. Và dòng loa này thì nó có cân nặng lên hơn 20 kg, nhưng mà chúng ta thì nhìn thấy có cái sự rất là thon gọn. Với chiều cao thì nó lên cao khoảng 38 phân, chiều sâu này thì nó khoảng trên 30 phân, còn chiều này thì hơn 20 phân. Thì tôi thấy đây là một loa bookshelf trông cũng rất ấn tượng. Khi mình bày lên chân kệ thì mình thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng, hoặc là mình để trên kệ tivi thì mình vẫn thấy được cái sự vẻ đẹp. Nhưng kỹ sư Al Anh đã đưa vào đây, thổi hồn vào đây, đó là một màu sắc âm thanh với những cái trang bị được những hệ thống củ loa tốt nhất, nhưng không thể nói tới bộ phận phân tần bậc 4. Mà bộ phân tần bậc 4 là trong những bộ phân tần bậc cao nhất của trong giới chơi audio. Để trang bị cho bộ phân tần này, kỹ sư Al Anh đã phải mời nguyên một kỹ sư âm thanh từ Đức sang để chế tạo ra bộ phân tần này, và hoàn toàn các dây chạy trần bên trong. Tức là người ta sẽ không tính được cái sóng đứng nó là nằm như thế nào để không bị ảnh hưởng tới các cái độ can nhiễu của trong sợi dây. Và được trang bị những tụ tốt nhất của hãng Moondog cũng như là các hệ thống để làm ra một bộ phân tần hoàn hảo nhất. Thì đó mới chính là trái tim của bộ dàn, và sẽ đưa được âm thanh trung thực tốt nhất đến cho tai người nghe. Và đó là một điều cam kết của hãng. Nhưng giá trị của đôi loa này thì các bạn cũng thấy có một sự ngạc nhiên, là một dòng loa bookshelf mà có cái giá lên tới hơn chục ngàn, thì thấy đó là một cái sự cũng rất đặc biệt. Nhưng còn bây giờ thì sau đây thì tôi sẽ xin được thứ nhất là để cho các bạn cảm nhận được cái màu sắc của âm thanh của cặp loa này. Cái thứ hai, với cặp loa này thì của kỹ sư Al Anh thì là khi thành lập công ty thì cách đây chỉ có hơn 10 năm, tức là một thập kỷ, thì sẽ cùng sánh vai thử với cả một dòng loa. Đấy là một dòng loa đến từ hãng Din Audio, có bề dày truyền thống trên 40 năm rồi. Và có một cái sự chung giống nhau, đó là tính tự nhiên của hai dòng âm thanh. Nhưng mà với màu sắc âm thanh thì lại hai cái nó lại hơi có một chút gì đó, nó lại không đồng kết với nhau. Một bên thì là loa kim loại, một bên thì là loa gỗ, một bên là chép beryllium, một bên thì lại là chép lụa. Một bên giải cao xuống trên, giải cao lên tới hơn 20 ki, một bên là lên tới 50 ki, một bên giải trầm chỉ xuống một mức độ giới hạn là dưới 35 hertz, thì một bên dưới 22 hertz, thì nó có sự gì khác biệt. Còn bây giờ thì tôi xin dừng YouTube tại đây, và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi một cái YouTube để có một sự so sánh giữa hai ông vua loa bookshelf như thế nào. Hẹn các bạn YouTube sau.